chào mừng các bạn quay lại với khóa học thiết kế và lập trình web kinh doanh một như vậy là ở bước trước các em đã học được là cách thức mua một domain như thế nào thì ở bước tiếp theo chúng ta sẽ học cách thức thuê một hosting ra sao thì chúng ta lưu ý là cái bước hosting này này chúng ta không nhất thiết phải mua ở bước 3 tại vì chúng ta có thể mua cuối cùng nghĩa là khi chúng ta có một nội dung website người ta viết xong rồi sau đó chúng ta mua với, sau đó chúng ta mua hosting để chúng ta đẩy vào nhưng tuy nhiên thông thường là khi chúng ta mua domain thì nó đính kèm với cái hosting như vậy ở đây là cái bước nó không quan trọng nha Thầy chỉ nói sơ qua là chúng ta cần mua một hosting thì quy trình nó ra sao, cái tiêu chí như thế nào để chúng ta mua cho nó phù hợp Rồi, nói về một cái hosting khi chúng ta mua thì chúng ta sẽ liên quan đến cái hệ điều hành Thì hệ điều hành nó sẽ quyết định đến cái công nghệ chúng ta lập trình cho nó Hay nói cái khác là nếu như công nghệ chúng ta lựa chọn, chúng ta lập trình, ngôn ngữ chúng ta lập trình thì nó cũng quyết định với hệ điều hành mà chúng ta chọn ví dụ như là chúng ta chỉ uh, viết về uh, MVC, uh, IP uh, Net, Net, Framework thì chúng ta phải dùng Windows ví dụ vậy ha. Còn chúng ta dùng PHP thì chúng ta có thể dùng Linux vân vân. Rồi cũng nói về cái dung lượng, uh, dung lượng nó quyết định với đến cái số tiền chúng ta bỏ ra. Uh, dung lượng uh, ví dụ là uh, dung lượng nó bao nhiêu ghi? ổ cứng nó cho chúng ta bao nhiêu ha 4g 6g 10g hay là không giới hạn rồi băng thông cũng vậy ha băng thông bao nhiêu một tháng hay là không giới hạn thì những cái thứ này nó được quy thành tiền hết và cái ngôn ngữ sử dụng cũng vậy ngôn ngữ sử dụng như thầy đã nói là nó sẽ có thể liên quan đến cái cái công nghệ liên quan nữa để nó có thể chọn cái hệ điều hành phù hợp ha và sau đó là đến cái hệ quản trị cơ sở liệu ví dụ là chúng ta làm về cơ sở liệu SQL Server thì rõ ràng là chúng ta phải mua cái gì mua cái hosting đó là Windows luôn à, còn chúng ta làm MySQL thì chúng ta có thể mua Ninus đều được ha. Ok và tiếp theo nữa là nếu như mà cái hosting đó nó phải hỗ trợ email chẳng hạn thì chúng ta phải mua thêm và tất cả những cái gì chúng ta ghi thêm vào đó đều phải tính tiền hết nha mọi thứ để quy thành tiền đó à, trước mặt chúng ta là ví dụ về cái Ninus hosting dĩ nhiên là cái giá này là minh họa thôi ha giá này là không có chính xác nha tại vì nó thay đổi theo thời gian giống như bây giờ em em nhìn vào chỗ này à em nhìn ha là Ờ, thì thầy ví dụ là bên cái gói này cái dung lượng của nó là 4 gb ha băng thông không giới hạn email được 10 đứa ftp được một máy kl chúng ta được hai chúng ta bạc domain được một à, ssl miễn phí thì cái giá của nó là 109 đồng ha à, trong một tháng dĩ nhiên là bây giờ giá nó cao hơn rồi nhưng mà đối với gói rồ này em nhìn thấy này Dung lượng ở đây là 6 GB. Rồi, địa chỉ email được 50 chẳng hạn ha, hay là cái máy kia được 3 thì giá tiền nó tăng lên em thấy không? Tức là những cái thông số này chúng ta đòi hỏi càng nhiều thì số tiền nó tăng lên thôi. À, tức là gì? À, nó chỉ làm khó con nhà nghèo thôi, con nhà giàu không không, làm khó được ha. Và em lưu ý là cái Ninus Hosting hay Windows Hosting thì cái giá của chúng nó chênh lệch không có nhiều. Mà giá chênh lệch là, là trong nội tại của nó này, trong các gói của từng hosting uh, uh, liên quan đến cái hệ điều hành đó nó là chênh lệch nhiều thôi nha còn Linux bao nhiêu đó thì Windows nó cũng tương đương thôi nó nó không không có không quá mà là mắc ha. À, ví dụ tiếp theo về Windows hosting vậy thôi à, giá cũng tương đương à ha nói chung là uh, nó rẻ hơn là chúng ta ăn phở một tháng từng này em nghĩ một, một, buổi sáng tôi ăn một tô 30 nghìn như vậy suy ra một tháng 30 ngày là 900 nghìn đúng không 900 nghìn tiền phở rồi đây nó có 135 000 ba tháng à đó hay là chúng ta nhậu đi ha ta lôi mấy thằng cùi bắp trong nhóm bạn mình nhậu một phát cả triệu bạc nhưng mà nói mua mấy này tiếc lắm đúng là xàm xí trong Windows hosting thì dung lượng là 4 gb ha email 10 chẳng hạn rồi máy keo này em thấy không à, Windows nó hỗ trợ thêm máy keo à, thêm AKS server nha nó vừa có máy keo nó vừa có AKS server thì nó từng lại tiền nhưng đối với rồi 2 nó tăng lên 6 git Excel server nó cho ba luôn ba cơ sở liệu luôn nha chúng ta làm được tối đa ba cơ sở liệu ba máy Excel là thành 6 còn bên này nó chỉ tối đa được có ba thôi hai cộng một bằng ba thì giá nó là hai trăm mấy nhưng mà giá này giá tham khảo thôi nha bây giờ giá nó khác rồi nó cao hơn rồi đấy để ví dụ như vậy như vậy thì, vậy thì sự chênh lệch giữa cái hai cái hosting thì nó không bao nhiêu nhưng mà chênh lệch giữa các cái gói nằm trong nó thì nó sẽ nhiều là chúng ta lưu ý cho đó ha như vậy thì chúng ta liệu cơm gấp mắm nha Chúng ta không thể nói là uh, tư vấn cho họ Anh ơi anh cứ quất đi, anh cứ chơi tẹt ga đi Quất cái lớn nhất cho em, chạy ngon Tư vấn vậy là xàm xí là bể máu lên Ta tư vấn là sao cho phù hợp với nhu cầu của họ Ví dụ họ nói không, một tháng uh, tôi dự đoán khoảng 500 người vào tương tác thôi Nhân viên chúng tôi chỉ có 3 người thôi à, Hoặc là 8 người thôi thì mình dùng loại 10 email ví dụ vậy nha Chứ không phải là mình cứ quất cái lớn nhất, không phải Cái lớn nhất không phải là cái tốt nhất Mà cái phù hợp nhất kìa, mình chọn cái phù hợp nhất rồi đó là minh họa về cái thuê hosting Còn đối với sinh viên các em thì sao nhỉ Mì gói không có mà ăn Chúng ta chỉ có tiền đi nhậu thôi chứ thì không không tiền mì gói Thì chúng ta phải làm cách nào đó để vẫn xài được mà không thèm mua hosting Thì ở đây Trước đó là khoa mình có hợp tác với Microsoft Để chúng ta có được cái Azure ER, thì hiện nay vẫn còn xài được nha Vẫn còn xài được cái cái này Chúng ta dùng email education mình Mình dùng cái Azure ER Microsoft.com để mình đẩy cái web của mình trực tiếp lên đây Mình xài ngon lành À, hiện nay tất cả các năm vừa rồi đó khoa ta đều xài mấy này hết hoặc là chúng ta dùng summary com con revenue một nồi bên dưới ha chúng ta tự tham khảo mấy này đó thì đây là tập hợp những cái kênh uh, miễn phí ha giúp uh, sinh viên chúng ta có thể có những hệ thống chúng ta test mà không có tính tiền thì nó vẫn uh, vẫn ok nha chứ chứ đừng có bày đặt mà học một môn quất cả triệu bạc mua domain hosting nha trong khi đó mua xong một năm không xài gì cả thì nó rất là phí phạm Yeah. cái đó người ta gọi là học phí ngu à, chúng ta có nằm miễn phí mình cái sai đi đã tính sao nha rồi như vậy là à, tới đây thầy đã kết thúc xong cái bài học về bước số 3 đó là thuê hosting thì các em chú ý chúng ta phải xem lại các tiêu chí trước khi chúng ta quyết định mua hosting hay nói khác là chúng ta phải gì dựa vào yêu cầu của khách hàng rồi chúng ta tư vấn cho họ chúng ta lựa chọn ngôn ngữ lựa chọn công nghệ lựa chọn cơ sở liệu thì chúng ta mới quyết định chọn cái hosting nào cho phù hợp gói nào cho phù hợp để hai bên hợp tác lâu dài. Chúc em thành công. Hẹn gặp các em ở bài học tiếp theo đó là bài về bước 4 thiết kế một website.